bên mình Tomeco có giao hơn 1.000 chiếc quạt cho bên TH với mục đích là để thay thế cái hệ thống quạt cũ bên mình đã cấp cho bên TH 10 đến 12 năm. Đa phần là các cái quạt cỡ lớn. Đây mọi người có thể xem. Quạt cỡ lớn này thì nó có update thêm một số cái công nghệ về cái vật liệu vỏ và cái tính năng là tiết kiệm điện hơn, giảm tiếng ồn. Tôi làm Ba Văn Cương, quản lý của công ty Hà Duy, hôm nay thi công lắp đặt quạt Tomeco cho công ty sữa TH. Như mọi người thấy, đây là một cái dây chuồng mà cũ của bên TH họ đã đưa vào khai thác và sử dụng trên 10 năm nay. Thì tất cả các hệ thống quạt và cấp nước cũng giống như các giải pháp cấp điện điều khiển cho hệ thống quạt là bên Tomeco bên mình cung cấp. Thì cái hệ thống ở đây nó chạy rất là bền và bền bỉ, chạy 24/24 và tự động hóa rất là cao. Tuy nhiên là với công nghệ của trước thì những cái vật liệu làm trước đó là vật liệu chủ yếu bằng thép mà kem nhung nóng,